Nhìn qua phòng nữ, người ta có thể hiểu vì sao các cô gái có vẻ lo lắng. Dù sao thì cũng đã nhận nhiệm vụ nên các thành viên vẫn phải bắt đầu công việc của mình. How keeping? Housekeeping. How keeping? Bây giờ chị với lại chân nhỏ làm giường đi. Dạ. Xong em... rồi em chùi sơ đi. Em chùi ha. Xong mình sau đó mình tính cái nhà vệ sinh sau. Ừ, cái này ở dưới đây đi. Lỡ gì? Không sao. Quay ngược lại. Bây giờ vậy nè, chia ra mỗi người một khu đi. Hai người dọn đây, hai em dọn cổng xong rồi hơi xong. Ai xong? Ừ, chứ kiểu như này dọn là cũng như không à. Em thấy bước vô đây thì cũng hơi bự bượng xíu, cũng không đến nỗi là bự lắm, nhưng mà con trai vậy là cũng được rồi. Dạ vậy thôi. Khi mà bước chân vào phòng các bạn nam á, thì thấy cũng hơi bẩn một chút xíu. Thật ra cũng không có dơ lắm, thấy cũng được. Mình thích con trai sinh hoạt cái kiểu đồ đạc có thể để thoải mái, nhưng mà kiểu ngăn nắp một tí là được, chứ không cần phải quá ngăn nắp kiểu như sắp các thứ ngay ngắn quá. Đây. Mấy em sao rồi? Dạ. Chắc là ổn. Nhưng mà chắc chắn là không sạch được giống như chị làm rồi. Tặng 100% cho chị. Đúng rồi, một nhân viên là làm một tháng thì mới họp hết toàn bộ các phòng ở trong phòng này. Mấy em là mới gì là cũng dở. Dạ. Cảm ơn chị. Cố gắng. Có được để dưới nhỉ? Có đồ ăn ở trên này làm nào nhỉ? Phòng này đầu tiên bước vô mình thấy một cái phản cảm rất là lớn, bởi vì mình thấy một bịch khoai tây chiên trên ngay giường ngủ của các cô gái và mình không hiểu đó là như thế nào, nhưng mà mình thấy một điều rất là phản cảm bởi vì con gái mà ăn mà đem lên tới trên giường ăn. Bên cạnh đó khi mà mình dọn kế bên giường ngủ thì mình thấy được là có một sắp, một cuốn sổ để dành vẽ và những cây viết chì, khiến mày liên tưởng tới hôm qua Ngân có chia sẻ. Thì đó là một chút có thể nói gọi là động lại một chút suy nghĩ của mình về cô bé này. Lúc đầu tiên bước vào thì mình cũng giống như anh Duy. Khi mà lật gối lên thì thấy một bịch khoai tây chiên, thì cũng không biết bịch khoai tây chiên ấy mục đích nó là cái gì. Nhưng mà thực sự thì mọi thứ trong phòng khá là gọn gàng, cũng không có gì là bừa bộn cả mọi thứ. Ôi trời. Như thế này mà em nói không bừa bộn mà. Ôi. Đối với mình thì em thật là em thấy dọn dẹp cũng khá là dễ dàng, không có khó khăn gì mấy. Đúng là không khó khăn gì, nhưng mà thật ra thì nó cũng khá bừa bộn đấy em à. Hay là tại em bừa bộn quen rồi thì em... Ê, cái đó biết quấn không? Biết luôn. Biết quấn không? Biết luôn. Đúng rồi, chính xác. Anh lấy khăn nào lau ấy? Khăn này mình nhớ thôi, một khăn thôi, một khăn này để anh lau thôi. Em đừng lau. Rồi, gập nha. Gập xuống chừa 30 cm. Đây có cái nếp sẵn này. Bên của anh dài không? Đẹp, bên của anh này hơi dài. Kéo lên em, bớt. Rồi. Rồi. Oh.
nhiều phụ kiện ha. Ở trên thì gọn gàng, còn ở dưới thì hơi bề bộn xí. Mình thấy là khi mà mặc về mà đồ dơ mà quăng vô như vậy thì mình thấy cô gái này cũng hơi bề bối xí. Bề bối hay bừa bộn. Và cô gái này cũng hơi bừa bộn tí xíu. Mình có thể bừa bộn nhưng mà không bao giờ đồ dơ, mà đồ sạch mà mình có thể để chung như vậy được. Em thì cũng có suy nghĩ giống anh Duy. Đồ dơ thì không nên để. Mình có thể quăng đồ dơ tứ tung, nhưng đồ dơ thì không bao giờ để chung với đồ sạch được. Anh biết sếp này không? Đây. Tại vì sếp ai biết sếp, nhưng sếp này nó khó lắm. Cái khăn đâu anh? Khi mới bước vào căn phòng thì thấy đồ cũng hơi bề bộn một chút xíu. Em thấy thì bề bộn hơn phòng nam, tại vì là các bạn nữ thì khá là nhiều phụ tùng. Rồi, đi ra. Cầm sắp 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 đi ra đi. Cái thẻ phòng của ta để trên cái bàn đây. Được rồi, cái này đâu không? Mọi người sao rồi ta? Nè ta ơi. Mọi người sao rồi ta? Sao rồi ta? Oh, wow. Ủa? Đây dọn nhà hả mọi người? Wow. Trời, gấp cái đầm của tôi kìa trời. Ai gấp cưng quá vậy? Ai gấp cái cưng kìa? Đâu mình thường thường là khách, mình sẽ ngồi mình coi người ta dọn vòng đúng không? Dễ thương vậy chưa? Đẩy vali lại cho tôi. Ủa đẩy là cái gì vậy? Ủa đẩy vali của mình lại là phải xếp 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 từng lại đó. Ủa chết cha. Dễ thương quá. Dễ thương. Trời ơi. Mấy bạn chưa làm xong đúng không anh? Chưa làm xong. Chưa làm xong. Tại vì còn phải làm nhiều thứ nữa. Thì có hai người mà phòng to quá trời. Mà tội nghiệp thiệt. Mấy bạn làm cũng nhanh. Ai sếp? Anh sếp hả? Yeah. Sếp đúng không? Mới vô tôi nhìn đầu tôi bắt cười rồi. Xem ra câu hỏi của Bích Trân đã làm Hùng lúng túng đến không nói được gì. Anh biết sếp này không? Đây. Tại vì sếp ai biết sếp, nhưng sếp này nó khó lắm. Thì trong bốn bạn nữ, mình thì mình cảm thấy ấn tượng nhất là với chị Trân. Nhưng mà để mình nói đến tính cách của chị là rất là trưởng thành. Nếu mà để hẹn mà nói chuyện riêng tư thì chắc chắn mình sẽ vẫn chọn là chị Trân. Tại vì mình có ấn tượng nhiều nhất. Cái phòng này nó bự hơn mấy cái phòng kia, em hiểu không? Tụi anh phải thiệt thòi hơn. Ok nhá. Wow. Bác khăn lên áo người giống như tụi anh. Wow. Hiện lành quá. Ok. Hồi nãy anh có thấy là ở nhà vệ sinh nó có bánh. Yes. Nên là mai mốt là mình đi vệ sinh hay gì đó, những cái thức ăn của mình đó mình đừng có để ở đó, em hiểu không? Không phải đâu. Và thực chất là anh ấy không có. Nhưng mà em tính chính lại là cái đó phải là nó bị bung ra thôi. Nó bị bung ra em. Em không bao giờ quăng như vậy. Ủa, hên đó nha, quăng đồ ăn hả? Nãy giờ em tưởng mình bỏ đồ ăn đóng tiền. Vậy hả? Em có đồ ăn. Có đồ ăn. Em đẹp nghiêng ngô mình không nhờ. Em tưởng đồ ăn thiệt á hả? Ủa, mình đó là đồ ăn hay là cái kia? Kia. Là kia hả? Hả? Bây giờ chị mới cười em. Ủa? Ủa chứ người đem bánh cho chúng nó ăn hồi nào em? Em nhớ là em có đem một cái ra nè. Em có đem bánh cho chúng ăn hả? Em có đem một cái hộp. Em để ngoài đây. Em đổi một ông giọng. Trời ơi. Không, anh đem ra đó em. Ủa anh? Anh đem ra luôn đó. Sau khi các bạn làm xong, chị kiểm tra một vòng thì chị thấy Phong với Hùng là làm rất là tốt, tỉ mỉ. Chị cho điểm 10. Yeah. Thôi bây giờ mình qua phòng tiếp theo ha.
Rồi, phòng này á, sau khi chị kiểm tra thì chị cũng khen, rất là khen ngợi hai bạn nam bên đây làm rất là chỉnh chu. Nhưng mà cái có một điểm nữa là không bằng cái phòng kia. Theo cái sự quan sát của chị thì tụi em chỉ còn một chút xíu nữa là bằng hai bạn bên kia. Thì chị sẽ cho tụi em 9.5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới phòng của bạn nam xem bạn nữ, các bạn nữ ở đây làm như thế nào. Bây giờ chúng ta đi xuống khám phá. Sau khi chị kiểm tra một vòng thì chị thấy là các bạn nữ tuy là làm không bằng các bạn nam nhưng mà rất là cố gắng. Các bạn nữ rất là cố gắng. Dạ. Làm rất là cố gắng, làm rất là nhanh. Chính chu. Thời gian là nhanh hơn mấy bạn nam. Nhưng mà tuy nhiên thì có những cái nó còn hơi thiếu sót. Chị cho mấy em 9 điểm. Đây là hai bạn làm chiến thắng trong ngày hôm nay. Được. Yeah. Phần chấm điểm đã xong, nhưng hình như có người còn chưa hài lòng. Mọi người ơi. Nha, con gái dọn phòng. Có thể những cái chuyện nặng á là không được thì không nói, mà cái này nè, đó, ha, rác mà cũng còn như vậy nữa là không chấp nhận được. Ha, ok. Mọi người ơi, em ý nó đâu ra? Chưa hết mọi người. Đây. Mọi người hãy coi giùm tôi. Đó. Cô đã nói là không được đặt lấy đồ của khách hàng để những vị trí mà không đúng. Đúng không? Đặt đúng vị trí nhưng mà nó không đẹp một tí. Nó ở dưới nhưng mà đặt lên. Rồi đây nữa. Trong cái phần thực phẩm của chúng tôi không có mì tôm. Không có bột mì tôm ở trong đây. Nói anh đi. Giải thích thì lên phường gần nhất ở đây. Ở trên đó ta có giấy viết đã ghi lại ha. Ok. Không dám không dám đổ. Đây là bột mì tôm để dành chấm cốc chấm ổi mà để không dám không dám. Em ơi, vậy thì bây giờ em phải giữ đi lên phòng em tối chấm. Anh thấy em hơi nhạt rồi, đúng là một bình mua. Đi ra đi. Rồi, nói chung là thật ra thì nó nói vui như vậy thôi. Chứ thật ra các bạn nữ khi mà chúng tôi bước vô phòng chúng tôi cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà khi mà bước vô phòng là sự hồi hộp của chúng tôi là đúng. Nói chung là cũng cảm ơn các bạn nữ rất nhiều. Và câu cuối cùng tôi muốn nói là các bạn 9 điểm là đúng rồi đó. Đi về.